8 tác dụng tuyệt vời của kỳ tử đối với sức khỏe con người và nhất là đối với những người lớn tuổi. Đầu tiên là kỳ tử giúp tăng cường cái thể lực cực kỳ tốt, nhất là đối với những người già. Thứ hai nữa rất là quan trọng đó là nó giúp thanh lọc giải độc gan. Thứ ba là giúp giảm cân. Thứ tư là giúp cải thiện cái năng lực tình dục. Và cái thứ năm là chống trầm cảm. Thứ sáu nó giúp làm tăng cường hệ miễn dịch. Thứ bảy là giúp giảm đau. Và thứ tám là giúp làm đẹp da. Cái kỳ tử này cực kỳ tốt cho sức khỏe và chúng ta sử dụng cũng rất là dễ dàng. Chúng ta có thể sử dụng bằng nhiều cách. Đầu tiên cái cách dễ nhất là chúng ta có thể pha nước uống, mỗi một lần chúng ta lấy nó khoảng 10g, pha với 200ml nước, cho nước nóng vào, sau đó chúng ta đánh nát cái kỳ tử này ra thì chúng ta sẽ được một món kỳ tử nước, kỳ tử uống rất là ngon và tốt cho sức khỏe, nhất là đối với những người lớn tuổi. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta ngâm rượu ấy, chúng ta có thể ngâm rượu Đinh Năng này, rượu đương quy hoặc là rượu rắn, tất cả các loại rượu chúng ta đều có thể là cho kỳ tử vào một lượng nhỏ để cùng với các cái vị khác nó tạo lên cái vị để uống rượu rất là ngon và bồi bổ sức khỏe khá là tốt. Và còn một cách nữa là chúng ta có thể trộn cùng các loại hoa hoặc là các loại trà để chúng ta uống thì nó rất là tốt. Thì hiện tại kỳ tử như thế này thì chúng ta sẽ có giá là 250.000 đồng một cân vào thời điểm hiện tại. Và khi mà chúng ta chọn kỳ tử thì chúng ta sẽ phải chọn những cái hạt to đỏ đều giống như trên tay mình đang cầm đây. Thì hiện tại mình đang đóng mỗi một gói này là 5 lạng. Đó, 5 lạng một gói này và hai gói sẽ là một cân và có giá là 250.000. Mọi người ai có nhu cầu về kỳ tử thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại 0974010585 hoặc là 0947010585. Cả hai số mình đều có Zalo cả. Và cái giá cả mình sẽ để ở phần dưới mô tả, mọi người có thể xem ở phần dưới mô tả cụ thể. Mọi người có thể nhắn tin Zalo cho mình hoặc là gọi điện trực tiếp để có thể mình sẽ tư vấn trực tiếp. Cái kỳ tử này mọi người lên sử dụng.